Xin chào các thầy cô, có khi nào mà khi các thầy cô vào bên trong phần mềm Zoom để mình dạy học nhưng mà lại không nhìn thấy cái biểu tượng chat ở đâu cả. Thế là cô và trò chỉ biết nhìn nhau mà không biết tương tác với nhau kiểu gì đúng không? Vậy thì làm thế nào để có thể bật được cái bật hoặc tắt cái công cụ chat ở bên trong phần mềm Zoom? Thì hôm nay thì Phương thì làm một video rất là ngắn để giúp các thầy cô giải quyết vấn đề này. Xin mời các thầy cô theo dõi cách bật và tắt chức năng chat trong phần mềm Zoom. Ok, thì để bật cái này lên thì đầu tiên ta tắt phần mềm Zoom đi đã nhá. Okay. Đây cô mở phần mềm Zoom lên từ đầu đi. Chúng ta mở cái phần mềm Zoom lên này. Thì khi nó ra cái giao diện này thì thầy cô sẽ vào cái biểu tượng hình người của mình ở góc trên này. Thì cô chọn vào cái My Profile ở dưới này. Đấy, click vào đây. Nó sẽ yêu cầu chúng ta là sẽ có thể là phải đăng nhập lại vào tài khoản Zoom, thì có thể cô cứ đăng nhập vào thôi. Mình sẽ login Google, nó đăng nhập bằng tài khoản Google rồi đó vào. Sau đó thì mình vào cái phần setting này ở bên dưới này, setting. Thì cô bấm vào đây. Và để cho nhanh thì chúng ta bấm phím Ctrl F và gõ chữ chat lên, bấm enter thì nó sẽ ra cái chỗ là chat, một cái chữ chat rất là to đây. Thì nó sẽ có chỗ là allow meeting participants to send messages visible to all participants. Thì cái dòng này có nghĩa là nó sẽ cho phép là những cái người tham gia cuộc họp có thể gửi và nhận cái tin nhắn, được chưa? Thì mình bật cái này lên. Đó. Thì nó sẽ báo thông báo như thế này. Thì chúng ta bấm vào enable. Xong. Thế là xong. Còn nếu như trong trường hợp ngược lại là thì cô đang có biểu tượng chat và không muốn chat chít gì nữa đúng không? Thì có thể cô thì bật ngược lại là xong nhá. Đấy. Như vậy xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tắt cái này đi nha. Tắt này đi. Bùm. Giờ mình mở một cái cuộc họp mới lên. Thì cô bấm vào mở cuộc họp mới hoặc là mở cuộc họp với cô đã lập lịch sẵn rồi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ nhìn thấy là có biểu tượng chat ở trên màn hình đây. Và lúc này thì các thầy cô và các con có thể chat được với nhau. Xong. Như vậy là cách bật tắt chức năng chat trong phần mềm Zoom. Hy vọng rằng video này sẽ hữu ích cho thầy cô trong quá trình dạy học online. Mọi người thấy thích, nhớ tặng thầy Phương một nút like. Hãy comment những điều các thầy cô đang cần khi sử dụng phần mềm Zoom để dạy học. Thầy Phương sẽ làm video dẫn các thầy cô. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.